Hôm nay là một ngày mưa gió, nhưng tôi vẫn tiếp tục giúp các bạn người thường trở thành người cá. Để biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật. Tình hình là tôi đang đợi bạn người cá Luna đến rước đi tập luyện chuẩn bị cho thi người cá cấp bằng quốc tế Level 1 ngày mai thứ bảy cuối tháng 5. Bạn ấy cũng sẽ chính thức là đệ tử thứ 12 của tiên cá Tiun trên thế giới. Những ai đang theo học cách bơi để trở thành người cá trong giai đoạn này đều phải tập luyện bơi lội khổ hạnh để hiểu rõ về bản thân, tập ăn uống thanh đạm để phát triển tình yêu thương đến muôn loài, nghĩa là ăn thực vật nhiều hơn động vật. Đáng lý mưa gió thế này tôi phải đi xe đạp mới đúng để tôi luyện bản thân, nhưng bạn đệ tử thứ 12 này có điều kiện nên mời tôi đi xe hơi hoài, nhưng tôi lại không thể từ chối sự giúp đỡ. Các bạn cũng vậy, khi muốn trở thành người cá thực sự, bạn phải học cách chấp nhận nhiều hơn là từ chối. Nhưng quan trọng nhất là dù được mang ơn hay bị ngược đãi, bạn vẫn phải luôn nỗ lực để hoàn thiện các giới hạnh của bản thân thì mới có thể tiến hóa thành tiên cá. Nhớ là sung sướng quá không tốt, khổ cực quá cũng không tốt, chỉ có chấp nhận hoàn cảnh mới là tốt nhất. Và muốn trở thành một người cá thật sự, bạn cũng phải chấp nhận cách truyền dạy của Tiun thì mới đủ năng lực để cứu thiên nhiên và động vật. Các bạn có nhớ đây là đâu không? Hồ bơi căn hộ Phú Mỹ, địa bàn của người cá Lexin. Bạn người cá Mimi và Lucy cũng vậy, đã đến rất sớm để phụ dọn dẹp hồ bơi sạch sẽ, chuẩn bị cho buổi tập luyện hôm nay. Lau dọn nhà cửa luôn. Để đây, để mở. Xin chào các bạn. Không ngờ mấy người thường sống ở đây thiếu ý thức quá, đa số là người không biết bơi nên họ cứ vứt rác từ trên lầu xuống nước hồ bơi hoài, làm mấy đệ tử của Tiun phải đi dọn dẹp mỗi tay. Nào là bả xin gom bao bịch ni lông, hộp sữa, tóc, tai, rồi phun nước miếng xuống nước nữa. Thiệt là khổ. Bởi vậy, các người cá của Tiun chấp nhận bơi được trong những thứ dơ bẩn này, trong cái bể khổ mini này, mà không oán than thì sẽ rất dễ dàng thành tiên cá. Nhưng mà cứ cố gắng dọn dẹp sạch sẽ đi các em nhé. Cho người thường họ xem mà sáng mắt. Đừng có sống vô ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng nữa. Cùng nhau hít thở chung một bầu không khí thì cùng nhau giữ gìn vệ sinh chung công cộng chứ. Xả rác bừa bãi cho mấy em nhỏ dọn sẽ đánh mất tư cách của bản thân. Quá dễ dàng. Bạn nữ thì dọn dẹp hồ bơi, còn bạn nam nằm đây giống như boss vậy. Nằm tận hưởng cuộc sống vậy luôn hả? Rồi các bạn ơi, dọn dẹp xong hết chưa? Rồi chúng ta chuẩn bị xuống tập khởi động bơi người cá để chuẩn bị cho phần thi ngày mai nha. Bạn người cá Mimi siêng quá à. Các bạn thấy công việc của người cá thế nào? Các bạn người cá đang tập luyện để trở thành người cá bảo vệ môi trường và thiên nhiên nên các bạn quét dọn hồ bơi. Bởi vì hồ bơi, ơi, chúng ta bơi. Thấy có ai bỏ một người đống rác hồi sáng này phải dọn dẹp á. Chúng ta bơi trong nước này thì chúng ta phải bảo vệ nước này cho nó sạch sẽ, sạch đẹp. Hồi sáng tôi nguyên tóc luôn. Em vô đây hồi sớm luôn hả? Ăn uống gì chưa? Người cá làm việc chăm chỉ quá, còn người thường hả? Hôm nay chúng ta sẽ học bơi bền tập trước cho ngày mai. Mỗi bạn sẽ bơi qua bơi lại 20 vòng. Tất cả đều dùng ống thở. Nhưng mà trước khi xuống em phải tập lại cái bài khởi động cho đúng của người cá.
tập khởi động trước rồi hãy xuống nước. Bạn sẽ có 3 phút để chuẩn bị biến hình thành người cá lặn xuống nước bơi 20 vòng cái hồ bơi này. Rồi bạn nào là người mệt trước sẽ bị thua. Đúng vậy. Bơi với cái ống thở. Đặc biệt hơn nữa là các bạn nghe rõ nha, đặc biệt hơn nữa là bạn nào á mà bơi lắc đuôi nhiều quá sẽ thua. Lắc đuôi 3 lần thôi nha. Đúng rồi, cho nước nó trôi đi chừng nào nước nó hết trôi rồi đó, rồi mình mới thở hơi ra rồi hít hơi vào. Bơi nhanh chậm không cần biết, chỉ cần biết đủ 20 vòng và không mệt. Không có mệt, bơi đúng. Rồi mấy em phải khởi động xuống nước cho đúng. Mấy em chắc đã coi cái clip bạn ấy khởi động xuống nước rồi đúng không? Đừng chọc các bạn, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Rồi Tion sẽ... Bạn này là sợ hình vẽ rồi đúng không? Tion sẽ coi mấy em khác sợ gì nữa. Chắc không? Nhìn mặt là sợ dán á. Nhìn cái mặt là thấy sợ con dán á. Mai mốt bỏ con dán vô đuôi cá bơi chung với dán. Em sợ rắn chứ sợ gì. Đúng. Em cho anh nhìn anh biết ai vậy? Tiền cá mà. Ê, gần hết 3 phút rồi mà chưa xuống hả? Lắc đuôi 3 cái. Rồi nằm yên thở nước ra rồi hít hơi vào. Làm rộng nó ra. Làm rộng nó ra ở này. Anh coi mấy em bơi xong rồi mấy em bơi đúng rồi anh mới xuống anh quay phim mấy em bơi dưới nước. Nè, bấm vô cái này nè để làm nới nó ra nè. Tại ra biển á mình lặn với cá á mình phải lặn rất là nhiều thời gian ở dưới biển. Nên mấy em phải lặn bơi được 20 vòng không mệt. Rồi tới phiên Mimi. Lắc đuôi 3 cái rồi để nước trôi đi. Thở ra rồi hít hơi vào. Mimi sao bữa nay lặn đẹp dữ vậy? Trong phần thi cấp bằng người cá level 1 thì thở bằng ống thở dưới nước là quan trọng nhất. Nên tất cả các bạn dự thi phải luyện tập thật kỹ. Ngay cả những bạn như Lexin và Lucy đã là người cá level 1 rồi. Nhưng vẫn còn thở. Yếu lắm. Vẫn phải cố gắng tập luyện thường xuyên thì bơi với ống thở mới giỏi lên được. Nó là cách thúc đẩy sự phát triển thể tích phổi của các em tốt nhất. Nên sau này, trước khi bắt đầu tập luyện bơi lặn thì các đệ tử của Tion phải bơi với ống thở 20 vòng. Khởi động, vừa tăng sức bền, vừa tăng thể tích phổi, vừa hỗ trợ hô hấp tốt. Nhất là những em bị bệnh hen suyễn hoặc xoang, tập luyện với ống thở đúng cách theo phương pháp của Tion sẽ giúp các em tiêu diệt được hai loại bệnh này. Và còn nhiều loại bệnh khác nữa liên quan đến đường hô hấp. Hồi nãy em có lượn tay nhẹ đúng không?
có lượng tay nhẹ thấy lướt nước hơn đúng không? Mấy em nhớ cái bài Love the Tree không? Bài khởi động á, mình có lượng cái tay mình nhẹ nữa, hai cái tay khép lại, mình lượng nhẹ tay vậy nè, lên xuống vậy nè, là mình sẽ đi theo cái sóng nước, lúc đó mình bơi sẽ rất đẹp và đỡ tốn sức. Bơi theo đàn luôn. Mimi, cái đuôi của em á, đừng có nhấc cao lên khỏi mặt nước quá. Nhớ không? Nhớ cái động tác mà tập khởi động một đuôi ngang mặt nước. Nhấn nước xuống, thấy không? Hai cái đuôi nó đều nổi ngang mặt nước. Hai chân khép sát lại. Nhấn nước xuống. Cái đuôi của em á, nó bị lệch một chút, với lại nó không có ăn nước á. Cái chân của em nó bị lệch vậy nè. Nên hít hơi vô để cái đuôi nổi ngang mặt nước, là mình hãy lắc đuôi nhấn nước xuống nha. Với em á, mấy cái ngón tay của em khép sát lại. Em bơi mà lúc em quạt, em kéo tay á, cái tay em hở ra vậy nó xấu quá, hiểu không? Tay khép sát lại. Với lại bơi mình giữ thẳng hai tay phía trước, hai tay chụm vô nhau. Rồi. Mới có 10 vòng mà. Đúng rồi. Em có 10 vòng. Ừ, không có đi ăn, tiếp còn 10 vòng nữa. Cái gì nãy ăn rồi mới xuống. Đúng rồi. Còn lỡ rồi. Làm cho đủ 20 vòng không bị mệt nha. Tôi xuống quay phim các em dưới nước. Nhấn nước được rồi. Mimi cũng tốt rồi. Phương pháp bơi người cá bằng ống thở có rất nhiều cách nâng cao. Tùy theo thể lực của các em mà Tuyên sẽ đưa các bài tập thở kết hợp với động tác phù hợp nhất cho các em luyện tập. Nên các bạn xem Tuyên hướng dẫn bơi người cá qua video có phần bất lợi hơn một chút, vì Tuyên không đánh giá được khả năng bơi lặn của các bạn như thế nào. Nên các bạn chỉ nên tập theo các phương pháp căn bản nhất thôi nhé. Tập bơi người cá với ống thở căn bản nhất cũng là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Nhớ kỹ khẩu quyết này: hít hơi vào bằng ống thở thật sâu, úp mặt xuống nước, nằm thẳng hai tay nổi trên mặt nước, nín thở lại, đợi nổi phần đuôi lên, lắc nhẹ đuôi một cái, đếm 1, 2, 3 rồi thổi mạnh hơi ra bằng miệng, xong rồi mới hít hơi vào lại bằng miệng. Tiếp tục làm như vậy. Nếu bạn nào có thể làm đúng như khẩu quyết này, bơi luyện tập mỗi ngày 2 km, thì sẽ không còn sợ bất cứ loại bệnh gì liên quan đến đường hô hấp nữa, là điều chắc chắn, và sẽ nín thở lâu như một chú ráy cá là lẽ dĩ nhiên. Nhưng những bạn người cá không có cơ hội đi tập luyện cùng Tion thì nhớ tập ở nhà cho đúng, để cuối tuần có thể tham gia sự kiện thi đấu cùng các bạn người cá khác. Bây giờ bạn người cá Luna và bạn người cá Mimi sẽ tập để cho phần thi
chính thức vào ngày mai cấp bằng người cá quốc tế ở Mỹ, tổ chức tại Việt Nam. Bây giờ hai bé bắt đầu sẽ luyện tập bơi người cá đều cùng nhau. Hai em để ý nhau nha, đừng ai bơi nhanh hơn hay chậm hơn nha, bơi đều nha, lắc đuôi 3 lần nha. Hai vòng. Nhớ lắc, nhớ nâng cái tay lên xuống nhẹ nhàng để mình lượn nước nha, để cảm nhận nước nha. Đúng rồi. Rồi tôi đếm nè. 1. Nha, đều nhau nha, hai em bơi đều nhau nha. Rồi để ý nhau nha. Người cá là không có bỏ bạn nha. Bơi mà quay lại không thấy bạn đâu là bạn bị cá mập ăn luôn đó. Bơi đều nha. 1, 2, 3. Mấy em bơi co đầu gối quá à. Sửa giữ thẳng đầu gối lại nha. Lắc cái phần eo nâng mông lên cho đẹp. Đúng bài khởi động lớp Betray. Ưỡn ngực lên nữa. Mimi đang bơi lấy tay cào nước chi vậy? Mấy ngón tay khép sát lại. Đợi bạn đó, đợi bạn đó. Xong chưa? Nếu đang bơi mà dừng lại thì lấy tay vuốt nước qua lại để nổi người lên, chứ đừng có lấy tay mà cào nước như vậy. Các em sẽ không bao giờ nổi được trên mặt nước mà sẽ bị mệt gấp nhiều lần hơn nữa. Tion để dành tiền sắm cái máy GoPro quay phim dưới nước này là để sửa kỹ thuật cho các đệ tử người cá khi bơi. Về chỉnh sửa lồng tiếng nữa cũng mất thời gian nhiều lắm. Làm tất cả những việc này chỉ một mục đích giúp các em trở thành người cá thực sự, để được thế giới công nhận, còn phụ tuôn kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nữa. Nên mấy em phải hiểu được nỗi khó khăn vất vả của tuôn, cố gắng mà bơi cho đúng, cho nó đẹp, để còn phát triển tốt được sức khỏe và trí tuệ. Người thường họ không hiểu, cứ gọi làm phiền tuôn hỏi mua thú vật hoài. Nhưng tuôn vẫn giữ số phone 0909233501 để cho những bạn thật sự muốn thành người cá liên hệ. Chứ thật ra bị gọi quấy phá hoài, tôi cũng mệt mỏi, muốn bỏ số điện thoại lắm rồi. Bởi vậy, ráng chịu đựng hết 40 tuần ở Việt Nam, ráng đào tạo ra siêu người cá cho thế giới, rồi tôi tiếp tục tu luyện trên con đường thành tiên cá của mình, động vật và thiên nhiên. Đã có đệ tử của tôi lo, nên cũng yên tâm rồi. Cảm ơn các thầy người cá tương lai nhiều lắm nha. Vô đội hình đi nào. Hai em phía trước, hai em phía sau. Em nắm đuôi, em bạn nắm đuôi em nha. Không, hai em đi song song, hai bạn này nói đuôi em. Chơi vậy đâu? Ủa vậy có dịnh đuôi em không? Không có dịnh đuôi, chỉ giữ khoảng cách với đuôi của em thôi. Nhớ nha, đều lắc đuôi 3 cái nha. Em, hai em cũng phải để ý nha, qua lại nha. Rồi bắt đầu vô nè. Hả? Để cho ngày mai em đi đầu, hay bạn đi đầu? Hai em cùng đi đầu song song với nhau. Bạn đợi đi. Nắm tay nhau được không? Không, không nắm tay nhau, giữ tay thẳng phía trước, lắc đuôi 3 cái đều. 1, 2, 3. Đó, rồi hai em bơi vô nó đuôi hai bạn, lắc đuôi đều với hai bạn luôn. Trong các tuần tiếp theo của câu lạc bộ người cá Tion sẽ nghiêng về các phần thi kết hợp đồng đội là chính. Bên cạnh đó là những bài tập liên quan đến dùng ống thở sẽ ngày càng đi sâu hơn, gia tăng số lần nín thở lâu hơn, lắc đuôi dưới nước cũng nhiều hơn. Mục đích chính là để các em phát triển thể tích phổi. Tất cả những bạn muốn trở thành người cá ở level 2 đều phải tập luyện để nín thở được hơn 1 phút dưới nước. Đó là lý do Tion khắc khe trong phần tập luyện của các bạn hơn. Tion muốn các bạn giảm ăn thịt động vật, để trong tâm ít bị tác động xấu.
làm mất năng lượng, mất oxy, không thể nín thở lâu được. Trở thành vận động viên bơi lội, họ cũng không thể nín thở lâu hơn các người cá đâu. Dù là kình ngư số 1 thế giới hiện nay, Michael Phelps, có quá trời huy chương vàng, Olympic, nhưng nín thở không quá 3 phút, thấy mắc cười không? Đã vậy còn bị tai tiếng hút sách nữa. Đó là hệ lụy của việc ăn thịt động vật gây ra. Nó chỉ giúp các bạn gia tăng các nghiệp chướng, các dục vọng, thích hơn thua cạnh tranh, rồi làm đường lạc lối. Nên ăn thịt động vật không bao giờ có thể chiến thắng được bản thân của mình dễ dàng. Còn các bạn đệ tử người cá của Tiun, luyện tập đúng phương pháp, khỏi cần đi thi Olympic, không cần chứng tỏ với ai cả, chỉ cần có sức khỏe tốt và có trí tuệ để giúp thế giới kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật là đủ rồi, là đã quá tốt rồi. Rồi bây giờ nói đuôi nhau thẳng một hàng thôi, không còn không có song song nữa. Rồi không tập cho nó đúng, hai em hồi nãy đi đầu rồi đúng không, tập lại là bạn Luna qua đây. Luna đi trước xong rồi tới bạn này, rồi tới bạn Lexi, rồi tới bạn này, bạn Lucy, xong rồi hồi ngược lại bạn Lucy đi trước tới bạn Lexi, tới bạn này, tới bạn này. Không cho bạn ấy đi giữa. Đi giữa đi. Em đi giữa, em mới đi đều với mấy bạn, em đi trước, em bơi nhanh trước mấy bạn sao? Em tập cho quen đi. Vô giữa đi, em đi cuối. Rồi được rồi nha. Tự hồi tới nơi hoành qua đó là tự mấy em đảo vị trí lại nha. Tự đảo vị trí, rồi bơi nối đuôi nhau nha. Bắt đầu 1 2 3. Rồi nối vô, thẳng nha. Mốt ra biển mình bơi vậy. Bơi nhanh hơn rồi kìa. Ai mà bơi nhanh hơn bị phạt á. Bạn Lexin lại bơi nhanh hơn mấy bạn đó. Xin thông báo bạn Lexin bơi dở nhất đó nha. Bơi trước mấy bạn. Thấy đường đâu. Đường phải giữ khoảng. Ở đây không có bơi chứng tỏ mà phải là bơi kết hợp với đồng đội. Bơi chậm nhất thì vô giữa nha. Vô giữa để mấy bạn bơi. Rồi. Em đi đầu cho Lexin. Lucy đi đầu xong tới Lexin. Rồi tới Gia Kỳ. Rồi tới Mimi. Lucy, Lexin, Luna, Mimi. Không bơi nhanh hơn mấy bạn, cũng không chậm hơn mấy bạn, tập giữ khoảng cách với các bạn. Anh sẽ coi ai thở nước đều nhất, động tác đúng nhất, kỹ thuật hoàn hảo nhất. Rồi bắt đầu. Lucy đi đầu. Rồi Lexin bơi vô bám đuôi Lucy nha. 1, 2, 3. Rồi tới phiên Luna vô. Em vô bám đuôi bạn này. Thứ nhất là không vịn vô đuôi các bạn, chỉ chạm vô để giữ khoảng cách. Thứ hai là không được lắc đuôi sai, sẽ làm bị mất nhịp của các bạn, sẽ bị đứt đuôi nha. Rồi bắt đầu vô. Lucy, Lexi, Luna, Mimi. Vô nè. 1, 2, 3. Em nhớ 3 lần thôi nha. Lắc đuôi 1, 2, 3. Là Lexi cũng phải bắt nhịp kịp với các bạn. Đó, 1, 2, 3. Rồi em vô. Rồi Mimi vô luôn. Đúng rồi. Đẹp lắm. Một hàng thẳng luôn rồi nè. Thank you.
Đâu lại cho anh coi coi. Cái này nó chật rồi và chân xin nó đáy luôn cái này thêm nữa. Lucy lắc đuôi mấy cái. Em biết tại sao em bị đụng không? Bởi vì em lại bơi nhanh hơn bạn Lucy. Đó là sao ghét đi vô vậy? Bị đụng đau hoài à. Thì em phải tập bơi giữ khoảng cách đều với các bạn. Bởi vậy Tiêu mới cho em đi vô giữa. Nếu mà em đi đụng đầu á thì em phải tập giữ khoảng cách đều mới không đụng đầu. Còn em đi trước, em lại bơi nhanh, các bạn đi sau không kịp. Hiểu không? Mình tập cho nó đều, mình tập cho nó kết hợp hài hòa với các bạn, từ nhịp thở đến kỹ thuật ha. Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ừ, không sao. Tại bạn ấy bơi vội hơn mấy em, nhanh hơn mấy em một chút, nên bạn ấy bị đụng đầu. Bây giờ cái đụng đầu này là để cho mình nhớ, để mình bơi lại cho nó tốt, để đều với các bạn nha. Hả? Sao? Em bơi đi. Rồi, chúng ta cùng bơi về đi. Hầu hết các bạn người cá tập luyện bơi bằng ống thở nước hôm nay đều rất xuất sắc. Đặc biệt người cá Mimi và Luna chắc chắn sẽ được cấp bằng người cá quốc tế level 1. Còn bạn người cá nào bơi chưa giỏi, Tiun sẽ không cho thi đấu cấp bằng đâu. Vì mục đích Tiun dạy cho các bạn trở thành người cá thực sự là để được thế giới công nhận, chứ không phải dạy theo chương trình đào tạo lấy tiền của các bạn. Nên phải bơi thật giỏi, vượt chỉ tiêu yêu cầu của Hiệp hội ở Mỹ đưa ra và những nội dung Tiun đưa vào trong các phần thi của các bạn. Nếu vượt qua được thì bạn thật sự là một người cá chuyên nghiệp, chứ không phải mua bằng cấp mà có được. Tôi không dạy các bạn trở thành người cá bình thường, mà là để tiến hóa thành tiên cá cứu thế giới. Nên các bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vì thiên nhiên và động vật đang cần các bạn giúp đỡ. Cảm nhận được tâm tư tình cảm của vạn vật trên thế giới này thì các bạn mới thấy được tình yêu bao la rộng lớn đến tất cả muôn loài. Tuần này là có 4 bạn thi đúng không? Tiêu đã loại 2 bạn, một bạn luyện tập quá ít. Còn một bạn có sự cố là mẹ hay ba của bạn ấy nói rằng Tiêu dạy bơi người cá sao mà ít quá. Đã cho thi rồi, phải dạy bơi 3 tháng mới cho thi, mới trả tiền cho Tiêu. Trời ơi, nói như vậy là chết Tiêu luôn rồi. Học bơi người cá quốc tế ở Mỹ 120 đô chỉ làm trong một ngày thôi, mà Tiêu đã dạy các bạn suốt một tháng 3 bữa luyện tập riêng và các bữa luyện tập phối hợp cùng với các bạn khác. Và thứ bảy sự kiện hàng tuần là tổ chức thi đấu dành cho các bạn, mà nói là phải học 3 tháng mới trả tiền, nghe ớn hồn không? Bởi vậy nên cái việc mà đăng ký học bơi người cá cấp bằng quốc tế ở Mỹ á, Tôi để lại cho em của mình là người cá Simi nhận đăng ký hồ sơ từ các bạn. Ai muốn học đăng ký thì thanh toán tiền trước rồi Tôi mới dạy, chứ Tôi không dành thời gian để đi dạy công không nữa. Bởi vì còn rất nhiều các đệ tử của Tôi đang chờ trên thế giới nữa, chứ không chỉ ở Việt Nam. Tôi đã dành nửa đời người của mình để luyện tập bơi lội, để vượt qua các giới hạn của bản thân, để có được những bằng cấp chính trị quốc tế. Với những kinh nghiệm luyện tập của Tiêu, ai cũng muốn học bơi lẹ. Tiêu dùng những phương pháp tốt nhất, nhanh nhất để dạy bơi cho mọi người. Có em Tiêu dạy 3 phút là biết bơi. Phụ huynh họ rất mừng. Nhưng mà tại sao lại có người muốn con của mình học bơi càng lâu càng tốt nhỉ? Khó hiểu. Nên đó là lý do ổn định lại câu lạc bộ người cá trong các tuần tiếp theo là Tiêu sẽ không làm việc với phụ huynh mà để em của mình trực tiếp luôn. Bởi vì thời gian của Tiêu cũng không nhiều đâu, khoảng 40 tuần ở Việt Nam thôi. Tôi sẽ không nhận đệ tử nữa, mà để cho những bạn đã học bơi người cá của Tiêu hướng dẫn lại cho các bạn về sau này. Tôi cũng không nhận đệ tử trên 20 tuổi, bởi vì tâm tính và sự phát triển thể chất của các bạn ấy hầu như là hoàn thiện rồi, không thể tiến hóa được nữa. Bạn ấy khó lòng có thể trở thành người cá được, bởi vì trở thành người cá là thể tích phổi của mình phải to ra. Nhưng mà qua 20 tuổi là phổi nó bắt đầu ngưng phát triển rồi. Nên những bạn mà được học bơi lặn người cá cùng với Tiêu trong giai đoạn còn nhỏ dưới 20 tuổi, đó là một may mắn trong cuộc đời của các bạn. Trở thành người cá để chiến thắng bệnh tật, chiến thắng bản thân, có được tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài, được bạn bè khắp thế giới yêu quý. Còn muốn gì nữa?
đúng không nào? Đặc biệt là đi đâu chơi cũng có nhau vui lắm nè, được ăn ngon nữa nè. Đây là bữa ăn thanh đạm của đại gia đình người cá sau mỗi giờ tập luyện bơi lặn cuối tuần. Vậy các bạn có muốn gia nhập câu lạc bộ người cá để được thế giới công nhận mình là người cá thật sự không nào? Có sức khỏe, trí tuệ và tình yêu thương rộng lớn, các người cá của Tiun sẽ chinh phục được cả thế giới là điều dĩ nhiên.